ở Hà Nội, một spa mà Dori rất là hay đến chăm sóc da và hàng tuần. Và hôm nay thì Dori sẽ chia sẻ cho các bạn là cách mà các bạn viên viên tư vấn để chăm sóc da cho Dori như thế nào ha, cũng như là Dori sẽ chia sẻ một xíu về bảng giá của sản phẩm thì các bạn có thể tham khảo nhé. Chúng ta cùng đi nha. Em có thể cho chị xem bảng giá của sản phẩm là Dori chị ạ. Đây là cái bảng giá spa của bên chị ạ. Đây là một các gói dịch vụ của bên chị. Đây là có những cái gói này duy trì làn da tươi trẻ nè, chăm sóc làn da nhạy cảm, làm sáng da, giảm vết nám đốm nâu, cũng như là rất nhiều những cái dịch vụ khác. Thì Dori hiện giờ là đang sử dụng những dịch vụ như là duy trì làn da tươi trẻ nè, rồi trẻ hóa làn da, làm sáng da, giảm vết nám. À, Dori không xài cái này nhỉ? Miro 89 phục hồi chuyên sâu. Miro 89 phục hồi chuyên sâu đó. Phục hồi chuyên sâu đó. Thì có rất là nhiều những cái dịch vụ như vậy và giá thì Dori cũng cảm thấy rất là hợp lý nha các bạn. Có thể thấy là 60 phút và chúng ta có được khoảng chỉ tầm rơi vào khoảng 650.000 thôi. Mà ở đây còn có rất là nhiều những cái ưu đãi. Nếu mà các bạn mua nhiều thì các bạn sẽ có được những cái giảm giá rất là ok luôn á. Nên là các bạn có thể. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên trên và tham khảo là các bạn chuyên gia chăm sóc da sẽ làm những gì cho da của Dori nha. Cùng đi nha. Bước đầu tiên sẽ là tẩy trang ạ. Bước thứ hai là rửa sữa rửa mặt. Bước thứ ba thì sẽ là tẩy tế bào chết. Bước thứ tư thì là sẽ sử dụng nước hoa hồng. Và bước thứ năm là kết thúc quy trình làm sạch là mình sẽ xịt khoáng để tăng cường cái sức đề kháng cho làn da và làm dịu da. Đó là năm bước của bước làm sạch. Và khi mà đi vào quy trình của massage thì bước đầu tiên của chúng ta sẽ là massage kem của dòng lão hóa. Thì mình sẽ sử dụng kem lão hóa để massage. Massage sẽ trong vòng từ 18 đến 20 phút. Và sau đó thì là mình sẽ đắp khăn nóng. Thì hiện nay thì đang là mùa dịch thì nhãn hàng Vichy cũng sẽ không sử dụng khăn nóng đối với khách hàng. Và mình sẽ tiến hành đến bước thứ 3, đó sẽ là bước trị. Thì là mình sẽ lăn dưỡng chất kết hợp của Miro 89 này, tính chất dưỡng ẩm và tính chất lão hóa chuyên sâu để giúp làm nâng cơ cũng như là làm mềm bề mặt da của làm mềm bề mặt da để giúp làm da của chị sẽ săn chắc và nâng cơ. Thì với cái công nghệ là lăn di điện lạnh thì nó sẽ giúp làm đẩy sâu tinh chất gấp 500 lần vào da của chị, giúp da sẽ ngậm được tinh chất và thẩm thấu sâu hơn. Việc di điện lạnh này còn giúp làm lưu thông tuần hoàn máu này, làm xe khít lỗ chân lông cho bề mặt da của mình nữa. Sau đó thì là mình sẽ lau tinh chất đi để tránh cái tinh chất ở trên bề mặt của mình nó quá bị dư thừa. Và mình sẽ đắp mặt nạ. Thì đối với cả dịch vụ lão hóa chuyên sâu của chị thì là mình sẽ đắp mặt nạ ngủ phục hồi chuyên sâu 20 phút. Và sau đó thì mình sẽ xông lạnh bằng khoáng, nước khoáng của Vichy với mặt nạ khoáng của Vichy. Và kết thúc quy trình là mình sẽ thoa kem và chống nắng. Đã. Hiện tại thì Dori đã hoàn thành xong các bước chăm sóc da. Hôm nay thì Dori đã dùng gói liệu trình là chăm hồi chuyên sâu. Đúng rồi. Và làn da của Dori thì các bạn cũng thấy đó, rất là dễ chịu và rất mềm và mịn. Cũng như là Dori không make up gì đâu ạ. Nhưng mà các bạn thấy là rất là căng đúng không ạ? Nó căng bóng luôn chị. Cảm thấy rất là dễ chịu da, giống như là đang được thải độc cũng như là giải stress. Cảm thấy là rất là thoải mái và cảm thấy tươi tắn hơn nữa. Và không biết là hôm nay Vichy mình có những cái khuyến mãi gì không em ha? Dạ vâng chị ơi, thì theo trong tháng 9 này thì bên Vichy đang có chương trình là giảm 30% cho tất cả các dịch vụ từ 60 phút trở lên. Và nếu như mà các bạn nào mà có bị mụn ạ, bị mụn thì mình có thể đến chữa mụn với liệu trình 110 phút của bên Vichy trị mụn ánh sáng. Cái đó thì đang được giảm 50% dành cho 10 buổi, 50 buổi trở lên ạ. Thì nó cũng rất là hấp dẫn đối với đợt này. Đợt này đang là tháng 9, đầu mùa thì mọi người em thấy là hay đi
spa nhiều hơn, thì mọi người có thể đến chăm sóc hàng tuần, tuần một lần ạ. Mình thấy cũng đó là một cái khuyến mãi rất là hấp dẫn đó các bạn. Và giảm hẳn đến 50% thì giá cũng chỉ còn rơi vào khoảng tầm 3.750.000 10 buổi. Tính ra là 375.000 một buổi thôi ạ. Nó rất là có rất là hợp lý bạn nhỉ. Thì Dori cũng chia sẻ một xíu là cái gói chịu mụn đó là đang giảm 50% là ngày xưa ấy, cũng cách đây khoảng 2010 năm rồi. Thì ngày xưa là da Dori bị mụn rất là nhiều và Dori đã sử dụng Vichy này từ lúc mà Dori còn sống ở Sài Gòn ấy, tiệm còn nằm ở trên đường Võ Văn Tần ấy, thì là Dori đã trải nghiệm và sử dụng rất là nhiều. Và bây giờ thì da đã được cải thiện, cũng như là bây giờ chỉ có chăm sóc để cho da có thể nâng cấp hơn, trẻ hóa hơn, cũng như là chống được cái dấu hiệu lão hóa. Thì Dori nghĩ đây cũng là một cái bí quyết nho nhỏ của Dori để chăm sóc da, để cho da mình lúc nào cũng khỏe mạnh. Và hy vọng là đó cũng là một cái bí quyết nho nhỏ để chia sẻ đến các bạn. Và nếu mà các bạn có nhu cầu thì hãy lên Google search và tìm hiểu thử về thương hiệu này các bạn nha, cũng như là cách chăm sóc da như thế nào. Và cảm ơn em Nga đã tư vấn giúp chị. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha. Bye bye. Nhớ subscribe YouTube Dori nhé. Bye bye.